Ok, và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Rồi, lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với series quay bóc đúng không? Thì ngày hôm nay mình có nạp coin cho anh em Thái Anh. Xong rồi mình có ngỏ ý thì anh em Thái Anh bảo ok, anh cứ lấy ác em và săn Ricardo Kaka cho em luôn, hoặc là Iniesta. Và chú cảm ơn anh em Thái Anh đã tạo điều kiện cho mình. Với cái bóc lần này thì có một sự thay đổi nho nhỏ. Ricardo Kaka của chúng ta không phải là home player nữa mà là creative playmaker. Thì cái style này nó không hẳn là không hay đâu, nó sẽ hợp với anh em nào mà chơi chiến thuật, đó là kiểm soát bóng. Home player thì nó sẽ hợp với anh em nào chơi phản công hơn. Còn Snyder thì trước đây hình như chúng ta có bản của Inter Milan, bản này cũng là Kaka. Anh em fan Kaka săn bóc này thì quá là tuyệt vời, có hai ông luôn, săn được là đẹp. Còn bóc này còn có thêm một ông của Kaka của Real nữa, đó là Toni Kroos, bản có thể nói là cuối cùng trong cái phiên bản màu áo của Real của Toni. Toni thì mùa giải này là chia tay Real rồi, thành ra là bản này cũng có thể coi là bản tri ân đi. Nói chung bóc này thì mình đánh giá cao nhất vẫn là Iniesta và Kaka. Kaka thì chưa test nên chúng ta chưa biết được. Bây giờ với 7.800 coin nó sẽ được khoảng là 9 x 8 là 9 x 7 là bao nhiêu? 9 x 7 63, 9 x 8 là 72 thì chúng ta sẽ được khoảng 8 lượt. 8 lượt. Ngon, cũng được. Thêm 300 coin nữa 81, 8.100 coin là được 9 lượt thì nó sẽ dễ ra hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi săn Ricardo Kaka. Anh em nào đang thiếu coin mà cần coin chính hãng có bảo hành, uy tín không bị bias thì liên hệ mình qua fanpage bên link phần mô tả phần top comment nhá, hỗ trợ anh em nạp iOS Android an toàn chính hãng, cứ yên tâm bảo hành đàng hoàng luôn, không phải xoắn. Yo, lượt đầu tiên biết đâu nổ Kaka dừng clip luôn, nổ phát dừng luôn. Rồi lượt đầu tiên của chúng ta là cầu thủ thường rồi, với 7.000 coin thì nó sẽ là gần như là nửa bóc rồi, nó hơn cả nửa bóc ấy. Thành ra là tỷ lệ ra thì mình nghĩ là kiểu gì dính một ông. Hai ông thì chưa chắc, nhưng mà kiểu gì cũng phải dính một ông ấy anh em ạ. Đèn lắm thì mới trượt thôi. Nhưng mà dạo lâu lâu mình chưa quay, mình nghĩ là mình vẫn đỏ thôi. Ui dồi ôi, lâu không quay mình nghĩ là vẫn đỏ thôi, không đến nỗi đen đâu. Lượt thứ hai đây. Lượt thứ hai vẫn không nổ anh em ạ. Đấy thì mình quên mất quả này highlight rồi. Tối nay thì 9 giờ mình sẽ livestream anh em nhá. Highlight của áo màu xanh à, chịu, không biết ông này. Rodri luôn này. Phải thật Rodri. Rodri nào đây? Rodri này chạy cánh anh em ạ, không phải Rodri đá DM đâu. Rodri chạy cánh, Rodri chạy cánh. Và Rodri bên cạnh chúng ta có cả Rodrigo luôn. Rất nhiều Rory trong một lần quay. 9 giờ tối nay mình livestream anh em nhá. Nói chung bây giờ lịch livestream của mình nó sẽ rơi vào thứ hai và thứ năm. Còn lại những ngày khác thì mình sẽ thông báo sau. Bây giờ lại highlight tiếp. Áo màu trắng Toni. À không phải, đây là Ricardo Kaka. Ok. Snyder anh em ạ, mình quên mất bóc này còn có cả Snyder của Real nữa. Mình nhìn màu trắng mình cứ tưởng là Toni Kroos. Tại ban đầu cái nền sân vận động nó là màu xanh, mình tưởng highlight Toni Kroos. Nhưng bây giờ nó là màu vàng thì mình lại tưởng là Kaka và cuối cùng nó lại là Snyder. Chết giờ. Snyder này thì cũng khá là hay. Có cả Toni Kroos thật anh em ạ. Ngon rồi ôi, fan Real mà săn được hai ông này tí ra Kaka nữa thì thôi. Hết nước chấm, hết mắm, hết muối. Bây giờ nổ Kaka này, bây giờ nổ Kaka này. Tạch rồi. Lượt kia đỏ quá, lượt này mình đúng là khả năng cao thì không thể nào mà đỏ tiếp được. Lượt nãy đỏ quá rồi. Liga của Ter Stegen à, đúng là như vậy, nhưng mà bản thường thôi, không cần thiết lắm đâu. Okay, chúng ta đã mất 4 lượt rồi đúng không? 4 hay bao nhiêu nhỉ? Chả nhớ nữa, 4 lượt rồi sao ấy. Kaka đi. Không ra rồi, lượt thứ 5 rồi. 5 x 9 là 45, 4.500 coin ra đi rồi anh em ạ. Được Snyder và Toni Kroos. Quả này lại highlight. À
À, cộng thêm highlight Rory lúc nãy nữa, và bây giờ là Starset. Chịu, toàn ông highlight đâu. AMF Oihan Sunset. Chịu đấy. Mấy ông này ở đâu ra không biết. Tony, à nhầm, Ricardo Kaká đi. Andres Iniesta cũng được màu xanh rồi. 100% highlight hoặc có thể là huyền thoại. Highlight rồi, nhìn này highlight rồi. Highlight. Nhìn màu vàng thì highlight rồi. Quả đấy màu trắng thì nó đổi vàng cơ. Alex Bena. Ông này cũng có nhiều bản đấy, nhưng mà mình thấy ít anh em chơi ông này nhỉ. Chắc có lẽ là không ngon. Chắc có lẽ ông này không ngon anh em ạ. Không ngon. Chúng ta còn 2.400 coin, 9 × 3 = 27, tức là được có 2 lượt nữa thôi anh em ạ. 2 lượt nữa thôi, không đủ 3 lượt. Kaka đi, xin lấy. Hết coin rồi. Đây ơi, 100% huyền thoại, nhưng mà Kaka là đẹp. Kaka là đẹp. Ôi, Andres Iniesta và chúng ta bỏ lỡ Kaka và còn một lượt nữa. Mình quên mất không hỏi anh em đấy là có cần thiết phải săn Kaka không, nhưng mà vừa nãy mình hỏi anh em bảo là ra Kaka hoặc Iniesta thì quá đẹp. Nhưng mà mình không biết là có muốn săn Kaka hay không ấy. Hai ông luôn. Lần nào nổ huyền thoại cũng phải là chập đôi với là highlight. Phát nữa đi nhờ anh em nhờ. Bây giờ mà bỏ Kaka thì cũng tiếc, ra hai ông kia rồi. Quá gần như là quá đỏ luôn rồi, thật sự. Bây giờ mình săn nốt cho anh em ấy đi, săn Kaka đi. Nếu mà không ra coi như là không có duyên, không có duyên với mình thôi, còn tí anh em mà muốn săn thêm thì nạp thêm. Kaka đi, lượt cuối cùng rồi. Kaka! Tạch rồi. Biết thế để lại anh em ạ, biết thế để lại. Tạch rồi. Ôi, nói chung là clip này mình thấy là với 7.000 coin chúng ta săn được 7 lượt và săn được hai ông thần huyền thoại cộng với lại highlight thì mình thấy là nó rất thành công. Nó là đỏ chứ không phải đen đâu anh em ạ. Nó là rất đỏ với lại việc chúng ta nổ những như thế. Đấy, anh em nào nạp coin thì bướm lấy mà săn nhá. Kaka thì mình nghĩ là nó cũng khá là khó ra đấy, bởi vì là Konami rất là khôn. Ông nào mà hot là sẽ dìm khá là lâu. Nên là anh em nào nạp thì cứ nạp từ 5.000, 5k7 đổ lên. Đến 12k8 thì nó sẽ dễ ra hơn, chứ anh em nạp lắt nhất 2.000, 3.000 coin khó ra lắm. Đấy anh em thấy không? 7.000 coin ra được hai ông thì nó cũng rất là đỏ, gần như là highlight gần ra hết rồi. Đấy, anh em nào thiếu coin mà cần săn thì lên thì mình qua fanpage, mình lên phần bao tả ở top comment nhá, uy tín top đầu Việt Nam. Rất là bảo mật và an toàn, bảo hành ác cho anh em luôn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.